Xin chào các bạn, chủ đề hôm nay sẽ là lời nhắn nhủ từ đứa trẻ bên trong của bạn. Và nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vậy đứa trẻ bên trong là gì? Đứa trẻ bên trong chính là cái bản chất trong sáng, hồn nhiên tồn tại trong tiềm thức của mỗi con người chúng ta. Và đây sẽ là một đại diện sống động và chân thực nhất cho chính bạn về những ký ức phát triển trong cuộc đời mình, có thể tượng trưng mãnh liệt về sự ước mơ hồn nhiên của bạn rất là nhiều. Và đương nhiên, khi nói về đứa trẻ bên trong thì không chỉ có những niềm vui và sự hạnh phúc, nó còn có những cái nỗi buồn và những sự tổn thương nhất định. Do đó, qua trải bài này, các bạn sẽ tìm hiểu cái đứa trẻ bên trong muốn nhắn nhủ với bạn điều gì. Và đây là cũng chính là thông điệp của vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn, cho các bạn thấu hiểu hơn về phần nội tâm, về bản chất trong sáng vốn vị mà các bạn đã có sẵn. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở bài nha các bạn. Chúng ta có 8 gậy. Kế đến nữa là chúng ta có lá. Và kế đến nữa là chúng ta sẽ có lá The Tower. Và sau đây mình sẽ đi giải thích từng lá một. Và chúng ta theo đi trình tự là lời nhắn nhủ của đứa trẻ bên trong ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Đầu tiên là ở quá khứ. Khi lá bài 8 gậy này xuất hiện thì chỉ ra rằng ở thời điểm quá khứ, bạn sống rất là thiếu năng lượng. Hàm ý là các bạn đã để cho đứa trẻ bên trong của mình có những suy nghĩ rất là tiêu cực và thiếu năng lượng. Và nó đại diện cho một sự cuồng loạn và thiếu tính kiên nhẫn, bốc đồng, có sự hoảng loạn hoặc mất kiểm soát trong mọi tình huống. Trong vấn đề về tài chính thì đã cho thấy rằng các bạn cũng có sự thiếu kiên nhẫn và các bạn không có dành thời gian để toàn tâm toàn lực về cái mặt tài chính của mình. Và bạn rất là cực kỳ bất đồng với tiền bạc. Hãy nhớ rằng một kẻ ngốc và tiền của họ rất dễ bị chia cắt cho các bạn. Và có rất nhiều cơ hội đem đến, nhưng các bạn biểu hiện là các bạn bỏ lỡ cơ hội rất là nhiều. Để những cái ước mơ khi xưa của đứa trẻ bên trong của bạn mong muốn trở thành thì do cái sự trễ nải chậm chạp của mình khiến cho các bạn không đạt được những cái thành công. Về trong tình yêu thì nó ám ảnh một cái việc bạn say mê với những cái mối quan hệ mà tất cả đều trở nên rất là chua chát và bạn đã bắt đầu cảm thấy là mình ghét người này ghét người kia một cách rất là mãnh liệt. Khi mà bạn biết được cái sự năng lượng của mình rất là tiêu cực như vậy, nó sẽ ảnh hưởng cho đứa trẻ bên trong mong muốn được hạnh phúc. Do đó bạn bị sự phấn khích, bạn bị sự tình dục và đam mê nó chi phối rất là nhiều. Do đó các mối quan hệ của bạn không tiến triển với tốc độ mà đứa trẻ bên trong các bạn mong muốn. Và về sức khỏe, do cái tâm lý của bạn nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn thường xuyên bị mệt mỏi hoặc là các bạn không có thể giữ được thể trạng một cách là chắc cân bằng. Có dấu hiệu là có một căn bệnh nào đó đang diễn ra rất mạnh mẽ. Và lời nhắn của đứa trẻ là các bạn hãy bỏ chuyện quá khứ ở lại. Đừng để cho những cái việc tiêu cực nó ảnh hưởng hay xuất hiện trong cuộc đời bạn nữa. Bạn phải phát triển cái khả năng ngoại cảm cũng như khả năng tự thấu hiểu. Và bạn có thể thấy rằng mọi thứ nó sẽ không tiến triển như bạn mong muốn. Nhưng nhớ rằng cái khả năng này nó sẽ phát triển theo tốc độ mà chúng ta mong muốn. Hãy cố gắng thư giãn nhất có thể, tận hưởng cuộc hành trình. Và bạn theo cái mục tiêu mình đặt ra. Khi bạn bám vào cái mục tiêu đó thì tất cả những khó khăn hay trở ngại đều là không và là vấn đề chính. Để bạn cảm thấy là các bạn nhục chí hay các bạn không thành công và các bạn không tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Và ngay cái thời điểm hiện tại thì chúng bạn có lá bài là The Tower. Đây là một lá bài về công lý. Khi nó xuất hiện là nó báo hiệu rằng cái đứa trẻ bên trong của bạn muốn bạn giải quyết những sai trái của chính bạn và nhận được những gì mà bạn còn bị mắc nợ hay là kết quả của nghiệp, cả tốt và cả xấu. Đây là cái thời điểm là bạn phải có một cái giải quyết cụ thể nhất. Thì cái lá bài này đại diện cho cái sự công lý. Do đó nó mang một cái kết quả là cần sự công bằng. Thậm chí là sẽ là một sân chơi cho tất cả mọi người tham gia. Khi mà các bạn phát hiện rằng có ai đó đã làm bạn sai, hoặc là có ai đó làm tốt hơn bạn, hoặc ai đó làm tổn thương bạn, bây giờ là lúc để giải quyết những vấn đề cũ này và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của bạn. Và nhớ là cái sự việc là có bạn ở trong đó, nhưng mà lỗi không phải tại bạn nha các bạn. Và hãy quyết định và chờ đến khi nó kết thúc thật sự.
và lá bài này đại diện cho nghiệp quả. Nếu như các bạn đã làm những việc tốt trong quá khứ thì thời điểm này các bạn sẽ nhận được quả ngọt. Nếu các bạn gieo trồng những cái nghiệp ác thì chắc chắn là các bạn sẽ chờ cái phần phán xét của vũ trụ gửi đến các bạn. Và có một số câu hỏi đứa trẻ bên trong muốn hỏi các bạn là cái điều gì bạn đã hành động cho chính mình để bạn có thể trở thành bạn ngày hôm nay? Và cái bài học của nghiệp báo nào mà bạn nên học về những quá khứ của hoàn cảnh của mình? Và các bạn nên nhớ là tất cả những gì xuất hiện ở đây cho thấy nó sẽ được giải quyết một cách công bằng và cân bằng nhất theo đúng như luật nhân quả của vũ trụ. Và một có số trường hợp là các bạn sẽ tránh né quả báo hoặc các bạn không có trung thực, các bạn sống thiếu trách nhiệm, các bạn sống một cách là rất là tham lam. Cái điều này là cũng thể hiện là mình phải nên sửa đổi nha các bạn. Và có một dấu hiệu là các bạn đang cảm thấy mình đang trở thành nạn nhân và bị đổ lỗi cho một điều gì đó. Nhưng mà đứa trẻ bên trong muốn nhắc lại là cái chuyện đó có liên quan đến bạn thực sự đó, nhưng không phải lỗi của bạn. Do đó trong tình huống nào bạn cũng phải cố gắng giữ thăng bằng. Ngay cả khi bạn không tạo ra tình huống đó thì bạn có thể chọn cách là bạn phản ứng với tình huống đó như thế nào và xem nó là bài học. Chúng ta muốn vui hay chúng ta muốn buồn là do cách chúng ta chọn các bạn, chứ không phải do sự việc đem đến. Và nếu như các bạn cố tình chọn một cuộc sống tồi tệ thì đương nhiên bạn phải chịu trách nhiệm với cái sự lựa chọn của mình rồi các bạn. Lá bài này cũng mong là các bạn phải sống là thật là trung thực hơn và phải tự giác hơn nha các bạn. Bởi vì cái sự thiếu trung thực đang thể hiện hoặc là các bạn đang cố gắng làm một cái gì đó mà rất là cứng rắn, không khoan nhượng người khác, thì bạn xem thêm là mình có thành kiến với việc gì không. Và đứa trẻ muốn nhắn nhủ là các bạn nên từ bỏ cái việc mà thành kiến với ai đó. Điều đó là không có tốt. Chúng ta đừng có gia trưởng, chúng ta đừng cứng rắn nữa các bạn ơi. Đừng có bảo vệ cho những quan điểm sai lầm, bởi vì mình sai cái mình cố che lấp bằng cái việc lời nói cũng như hành động khác để che lấp cái sự sai trái của mình, là cái điều này đều không nên nha các bạn. Về vấn đề tình cảm thì đó thấy là có một dấu hiệu mạnh mẽ cho rằng bạn đang bị lừa dối hoặc bị gian dối rất là nhiều. Và có thể là bạn nha, cái này là hậu quả vì hai chiều luôn mà, năng lượng hai cái. Và do đó bạn nếu làm điều tốt thì mình sẽ mong đợi cái kết quả tốt, còn không thì đợi hậu quả lớn nó xảy ra thôi các bạn. Và hình như các bạn còn có tư tưởng là kỳ vọng và mong muốn rất là nhiều. Và đứa trẻ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng hãy nhớ là cái việc của mình đó là mình sống tốt cho bản thân mình, chứ không phải là khi bạn làm tốt cho người khác rồi bạn cứ mong đợi họ làm cho gì các bạn là không có được nha các bạn. Bởi vì cái này là cái sự là người ta nói là nếu như bạn thay đổi chính mình đó là hạnh phúc, mà bạn thay đổi người khác là chỉ có gây cho khổ đau cho chính mình thôi các bạn ơi. Và các bạn phải lấy những cái bài học trong quá khứ và những cái mối quan hệ cũ để các bạn tiến lên và tránh lặp lại những sai lầm tương tự. Và lá bài này kết hợp với lá bài The Tower nữa, khi là hai lá bài xuất hiện kết hợp với nhau cho thấy sự hài hòa sắp được khôi phục lại cho các bạn. Nhưng không phải là trước một giai đoạn khó để thay đổi, bởi vì cái lá bài The Tower này nó cho thấy là các bạn phải sẵn sàng bước qua cái ngọn lửa để đến được những cái gì mà bạn đang chờ đợi, những cái gì khao khát đứa trẻ mong muốn. Cho dù có khó khăn đến đâu á, thì các bạn cũng đừng có dừng lại hoặc thay đổi hoặc trốn tránh cái nỗi đau này. Trước đây có thể là bạn đi sai đường á, nhưng bây giờ mình cũng phải quay đầu được đâu bạn. Cái mình cần là các bạn vượt qua bài học của nó và mình xem thay đổi cái quan điểm của mình về cái quá khứ. Nếu cái quá khứ đó bạn suy nghĩ đó là cái đó nó có hại cho mình, tại sao các bạn không thay đổi quan niệm đó là mình học được bài học gì từ đó? Mình phải cảm ơn cái người đó. Nhiều khi cái người đó là cái người người ta đã cho một bài học rất là đớn đau trong cuộc đời. Và đứa trẻ bên trong cũng thấy là hình như là bạn đang bị mất mát ở đâu đó, có gì điều gì đó. Đây là lúc mà các bạn phải nên giải phóng ra những cái bi kịch đó. Bởi đó điều này nó sẽ xảy ra nếu như bạn chịu giải phóng, bạn mới có khả năng khởi đầu cho cái việc khác thôi. Có thể là ở quá khứ hay là trong thời điểm hiện tại, các bạn đang gặp rất là nhiều cái việc sự kiện gây cho các bạn rất là buồn, rất là tổn thương, hoặc là có những thay đổi cuộc sống hay là có sự mất mát của người thân yêu. Nhưng mà các bạn ơi, cái việc này đừng có rơi vào cái năng lượng tiêu cực nha các bạn. Bởi vì khi mà các bạn biểu hiện tiêu cực á, thì đơn giản cái lá bài này nó sẽ đẩy bạn rất là sâu luôn.
Do đó đứa trẻ bên trong muốn các bạn phải sống tích cực lên. Mình phải gieo cái ý, cái tâm, cái hành động của mình tất cả đều tích cực hết các bạn. Và đứa trẻ bên trong đã cứu cho các bạn qua một cái việc rất là đặc biệt trong gang tấc cho các bạn. Và cái này bạn phải cần học và rút kinh nghiệm cái bài học để các bạn không có bị lặp lại lần nữa. Đâu có ai muốn sống một cuộc sống là khó khăn đâu. Nhưng mà cuộc sống nó là một phần tất yếu, cuộc sống là phải khó khăn các bạn. Nếu không có bóng tối thì làm sao người ta học cách được trân trọng ánh sáng. Và điều quan trọng là các bạn phải đem ánh sáng vào trong cái phòng tối. Khi mà đem ánh sáng vào trong cái phòng tối đó thì từ từ bóng tối nó tan dần đi thôi. Đơn giản là các bạn cứ suy nghĩ tích cực thì từ từ cái tiêu cực nó tan đi. Cái gì cũng vậy, cái nào nó mạnh hơn, cái nhỏ hơn nó tự dâng ra thôi. Cái quy luật của vũ trụ là vậy á các bạn. Và lời nhắn nhủ là các bạn cũng đừng có nên đi tìm kiếm ra cái gì quá khứ. Bạn có thể kiếm gì đó mới hơn để tốt để xây dựng lại các bạn. Bởi vì cái gì đã phá hủy là nó đã phá hủy rồi. Nó phải có lý do của nó. Và đứa trẻ dặn là các bạn đừng có cố gắng níu kéo cái gì trong quá khứ. Hoặc là những người không còn ủng hộ bạn nữa. Cái cần là bạn phải buông bỏ để chúng ta đi theo con đường riêng của bạn. Bởi vì phải có những con người mới gặp gỡ cuộc sống mới để họ bước vào cuộc sống bạn thì bạn mới thay đổi được chứ. Chứ bạn gặp những năng lượng tiêu cực, những người đem lại sự tiêu cực cho bạn thì làm sao bạn có được cuộc sống mới được. Và đứa trẻ cũng hy vọng là các bạn sẽ đối mặt với sự thật. Chứ bạn đừng có lấy cái băng kê các bạn dán những cái chỗ tổn thương của mình, các bạn nghĩ là bạn hết. Đó không phải các bạn ơi. Khi mà các bạn hiểu rằng lúc mà bạn còn giữ chặt một thứ gì đó đã bị tàn lụi, bị phá vỡ rồi, thì bạn đang ngăn cản bản thân mình tiến tới một cái thứ tốt hơn. Và sau đây là thông điệp Oracle muốn gửi đến cho các bạn. Đó là, và lời nhắn nhủ cuối cùng của đứa trẻ là các bạn nên dừng lại, phải đối mặt với tất cả cái vấn đề đang xảy ra. Thái độ của bạn phải đối mặt, chấp nhận, giải quyết, buông bỏ nó ngay lập tức. Tìm hiểu xem là cái đường hướng và cái bài học bạn học được là gì. Thật khó để tiến về phía trước mà khi bạn đang kéo một chiếc xe tải quá nặng lên mình. Tức là bạn cất chứa nhiều nỗi niềm quá. Vì vậy hãy giải quyết và để cho nó ra đi. Nó cũng đang chỉ ra rằng bạn đang trì hoãn và cố tránh hoàn thành một cái việc đối mặt. Những cái cuộc chia tay đầy tổn thương hoặc đau đớn. Các bạn cố níu kéo hoài không biết tại sao luôn á. Cái kiểu người giống như là biết sai nhưng bạn đâm đầu á, không có chịu lì với các bạn. Bạn không biết làm sao nữa. Bây giờ thực sự các bạn phải đối mặt với sự thật, từ bỏ những điều không phù hợp với bạn và tiến về phía trước. Điều này sẽ không có dễ dàng, nhưng là nó sẽ được rất là đáng giá ở phía cuối đường nha các bạn. Mình công nhận năng lượng của cái trải bài này tốt lắm các bạn. Cái lá bài Oracle cũng rất là hay. Lá bài Oracle nó nói rằng các bạn phải phát triển hướng lên. Các bạn phải tìm kiếm và tìm ra một cái đời hướng dẫn cho chính cái đứa trẻ bên trong của mình. Từ đó các bạn sẽ dẫn dắt cái đứa trẻ bên trong của mình bước theo mình, theo cái sự phát triển của mình. Bạn hãy sẵn sàng học tất cả mọi thứ từ cuộc sống này. Tất cả những cái bài học đều đáng đi học hết các bạn. Và thông điệp từ đá là tứ là kim loại quý nhất bạn. Đó là kim loại vàng. Bạn đeo vàng trong thời điểm rất là tốt ha. Hãy để cho những cái ánh sáng nó soi rọi vào người bạn. Và bạn sẽ nhận được thông điệp khi các bạn chịu khó cầu nguyện. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.